Chào các bạn! Để giúp các bạn có được bữa ăn ngon và view đẹp khi đến Hạ Long, mình xin chia sẻ food tour Hạ Long với các địa chỉ uy tín kèm review chi tiết từ hải sản, món ăn Âu Á, đồ ăn vặt, các món đặc sản đến cà phê, sữa chua, nước giải khát. Đi nhà hàng, cà phê ở Hạ Long ngoài tận hưởng món ngon còn là để thư giãn và lên hình với những góc view tuyệt đẹp. Đầu tiên là hải sản. Nói đến ẩm thực Hạ Long thì không thể không nhắc đến hải sản. Hải sản Quảng Ninh đặc biệt ngon, với rất nhiều loại được xếp số 1 Việt Nam, và cũng vì hải sản tươi sống bán đầy chợ nên cứ yên tâm đi vào nhà hàng là toàn đồ ngon. Sau đây là các nhà hàng hải sản uy tín. Nhà hàng Hồng Hạnh không chỉ là địa chỉ được ưa chuộng của khách du lịch mà còn rất quen thuộc với người dân Hạ Long. Giá phải chăng, hệ thống nhiều nhà hàng rải khắp thành phố, chế biến ngon. Ngoài hải sản thì Hồng Hạnh còn nhiều món khác nữa cũng rất ngon, riêng Hồng Hạnh 8 thì chuyên lẩu và dim sum. Có nhiều nhà hàng Hồng Hạnh nhưng những địa chỉ mà du khách dễ tìm nhất là Hồng Hạnh 2 gần Bảo tàng Quảng Ninh, Hồng Hạnh 3 gần khách sạn Mường Thanh Bãi Cháy và Hồng Hạnh 8 đối diện bãi tắm Hoàng Gai. Nhà hàng Bim Quan có mặt bằng giá và chất lượng hải sản tương đương với Hồng Hạnh, nhưng vị trí ngay mặt tiền đường bao biển nên có view vịnh rất đẹp. Bim Quan cũng có thực đơn nhiều món hải sản, nhưng bạn chỉ cần gọi cái lẩu hải sản là giống như cả Hạ Long thu nhỏ, đủ thứ tươi ngon vô cùng. Gần Bim Quan có nhà hàng Talata tuy không nằm mặt tiền bao biển nhưng cũng có view vịnh cực chất và hải sản tươi ngon. Không gian toàn kính nhìn ra biển rất thoáng rộng. Nhà hàng Phương Nam nằm ở bãi cháy, view tuyệt đẹp và cách trang trí món ăn cũng đẹp. Nếu tiếp khách thì vào phòng VIP với cửa kính nhìn ra toàn cảnh vịnh. Hải sản tươi ngon, lẩu thì đồ nhúng rất đầy đặn và nước dùng ngon ngọt. Đặc biệt có món cua sốt trứng muối cực ngon. Nhà hàng Cua Vàng sang trọng và không gian cực rộng, view vịnh đẹp, khung giá tầm cao nhưng xứng đáng. Nhà hàng chuyên hải sản đặc biệt là các món cua, có món lẩu cua vàng chứ danh. Nhà hàng Hương Duyên ngon và giá mềm hơn một chút so với Hồng Hạnh, Phương Nam. Nhiều món phong phú, hải sản cũng tươi. Cường Cá Quán là một quán bình dân nên cách bài trí sẽ đơn giản hơn các nhà hàng khác, bù lại giá cả khá dễ chịu, còn chất lượng đồ ăn thì rất là tươi ngon. Quán này có view nhìn ra cầu bãi cháy nên đi ăn chiều tối hóng gió biển và ngắm cầu bãi cháy lên đèn rất thích. Sam biển cũng là một món ăn đặc sắc rất nên thử khi đến Hạ Long. Quán Sam Bà Tị nổi tiếng với thực đơn Sam 7 món, chế biến cầu kỳ, phục vụ nhanh và chu đáo. Buffet du thuyền và buffet hải sản cũng là một nét ẩm thực đặc sắc của Hạ Long. Về buffet du thuyền thì có hai nhà hàng trên du thuyền 5 sao thuộc loại sang trọng nhất nước đảm bảo cho bạn một bữa ăn kỳ thú giữa vịnh di sản, đó là du thuyền Ambassador và Sea Octopus. Cả hai đều xuất phát ở cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Buffet ở đây rất ngon và phong phú, các bạn còn được thưởng thức piano hoặc violon do nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp trong bữa ăn. Buffet hải sản còn có ở nhà hàng Sen Á Đông, Tiến Quý, Biển 14. Ưu điểm của buffet hải sản là có nhiều món, giá rẻ hơn gọi món. Tuy nhiên nếu bạn là người có yêu cầu cao thì nên vào nhà hàng gọi món sẽ chuẩn hơn. Ngoài ra còn một số địa chỉ ăn hải sản khác mà bạn có thể tham khảo trong video này. Các bạn cũng có thể tự mua hải sản ở chợ nếu muốn tự làm BBQ, tụ tập nhóm bạn nấu ăn khi thuê một căn biệt thự nào đấy, hoặc mua hải sản đem về nhà, hay đơn giản là muốn dạo chợ để khám phá văn hóa ẩm thực địa phương. Hạ Long có rất nhiều chợ, lúc nào cũng tấp nập đông vui từ sáng sớm đến tối mịt và nhiều đồ tươi ngon, trong đó chợ Hạ Long 1 và chợ Hạ Long 2 nằm ngay trung tâm và rất nhiều đồ. Ở đây có luôn dịch vụ đóng thùng xốp ướp đá nếu bạn muốn mua về nhà. Nếu ở bên bãi cháy thì các bạn có thể đi chợ Cái Răm. Ngoài hải sản thì Hạ Long còn rất nhiều nhà hàng Á Âu ngon miệng và uy tín. Gà Mạnh Hoạch là một quán gà rất ngon ở Hạ Long với hai cơ sở ở Hòn Gai và Bãi Cháy. Nói đến gà Mạnh Hoạch thì gói gọn trong cụm từ ngon bổ rẻ. Gà ở đây có đủ món từ chiên, rang muối đến lẩu, ngoài ra có món xôi chiên cũng rất là ngon. Gogi và Gui Gui là các nhà hàng tiệc nướng, có thể gọi món hoặc dùng buffet. Xop là nhà hàng chuyên món ếch ở khu Môn Bay. Còn Tha Trang là một quán Thái ngay đường bao biển với view đẹp và đồ Thái khá ngon. Đồ Nhật thì có thể ăn ở nhà hàng Hatoyama khu Mobay với view biển và núi tuyệt đẹp, nhà hàng Shima Yakiniku chuyên buffet nướng lẩu đối diện quảng trường, hoặc Sakurajima có nhiều hải sản ngon chế biến kiểu Nhật. Pianta nằm trong một biệt thự kiến trúc Pháp, chuyên bán đồ Âu, sang chảnh, đồ ngon, giá hơi cao nhưng xứng đáng, phù hợp đãi tiệc. Miam Miam chuyên pizza, món Âu, đồ ngon và nhiều không gian sống ảo. Giá phải chăng hơn có Pizza Happy, Gian Pizza và Pizza Hut. Pizza các quán này khá ngon và phổ biến. Nếu các bạn ăn chay trường hoặc muốn thay đổi khẩu vị thì Hạ Long cũng có những nhà hàng chay ngon. Nhà hàng Hồi giá hơi cao nhưng không gian bài trí rất nhẹ nhàng tinh tế, đồ ăn thì vừa ngon vừa đẹp, phục vụ chu đáo.
nhà hàng nằm trong một biệt thự ven biển rất là yêu. Lớp Vinhut và Tatalak cũng là những nhà hàng chay ngon, giá hợp lý. Hạ Long cũng là thiên đường ăn vặt, từ bánh bún phở cháo đến ốc sò hay chè, sữa chua đều ngon. Bánh cuốn chả mực là món đặc sản lâu đời của Hạ Long, trong đó quán Gốc Bàng chính là quán bánh cuốn chả mực nổi tiếng lâu đời cả ba thế hệ. Ngoài quán Gốc Bàng thì còn nhiều quán bánh cuốn chả mực khác cũng rất ngon như quán Bà Ngân, Bà Yến, Bà Huệ, Bà Lan. Bún hải sản là thứ mà bạn có thể tìm thấy ở hầu như mọi quán ăn sáng ở Hạ Long. Một số quán ngon là Ngọc Hà, Hương Béo, Loan Thúy Đông Bắc, Huyền Quán, Huy Chiên. Các bạn ở bên Bãi Cháy có thể ăn bún Cù Kỳ chỗ khách sạn Công Đoàn. Về phở thì có phở Quân ở đường Hải Phượng chuẩn ngon bổ rẻ, phong cách bình dân. Phở Thìn và phở Bát Đàn đều nằm trên khu tài chính đường 25 tháng 4, nhà hàng sạch đẹp giá cao hơn. Trên đường Văn Lang có quán bún sườn chua và bún chả gạch đỏ quán cũng ngon. Ngoài ra còn có bún bò Huế Bin Béo, miến ngan Sita Béo ở chợ Hạ Long 1, bún đậu Hai Chàng Trai và Anh Duy. Cháo hải sản cũng được bán rất nhiều cùng các loại cháo khác. Cháo cô Hằng thơm ngon và thực đơn rất phong phú, cháo trai Bà Nga ở chợ Hạ Long 2 chuẩn ngon bổ rẻ. Quán Cây Gạo đủ các món phở bún miến ngan bò gà nhưng đặc sắc nhất vẫn là cháo hải sản. Ngoài ra còn có quán cháo Cây Khế, cháo sườn miêu đất và quán cháo ăn đêm cũng rất là ngon. Nói về ốc thì ốc biển vừa ngon vừa sạch. Hạ Long nhiều quán ốc và đồ ăn vặt ngon, thường là bán đêm. Các quán như ốc 290, ốc gật gù, ốc container, ốc cô lưu và ốc sơn béo hay dãy quán ốc ở chợ Hạ Long 2 đều ngon. Ăn vặt có nem nướng Hai Cô hoặc nem nướng Tuấn Hà. Ở khu khách sạn Bãi Cháy còn có quán ăn vặt Cô Hương với đủ thứ từ sữa chua, xúc xích, nem rán đến lẩu. Nếu các bạn có nhiều nhu cầu ăn vặt thì ghé khu chợ Cột 3 phường Hồng Hải nhé. Mọi nẻo đường quanh đó đều đầy quán ăn vặt với đủ thứ món, ngon và bình dân. Hạ Long còn rất nổi tiếng về món sữa chua. Sữa chua Cô Nghi, Tuấn Liên, Cô Phượng, Bống đều là những địa chỉ quen thuộc của khách sành ăn. Ngoài ra còn có hệ thống sữa chua Trân Châu Hạ Long rải rác khắp thành phố. Chè Hạ Long cũng phong phú và ngon. Các quán chè ở chợ Hạ Long 2 rất ngon và nhiều màu sắc. Ngoài ra còn có mấy quán nổi như chè Mẹ Nhím, chè Yến Popo, chè Cung Đình Huế, Ngọc Thạch Quán, chè Hằng Hạ Long. Còn bây giờ là một phần mà chắc hẳn nhiều bạn sẽ chờ đợi. Đến Hạ Long là phải lê La Cà Phê, bởi vì các bạn không đơn thuần đi uống mà còn là thư giãn và tận hưởng cảnh sắc kỳ quan. Cà phê Hạ Long thì nhiều quán view đẹp, decor đẹp. Và đặc biệt, các bạn phải biết Vịnh Hạ Long là địa điểm duy nhất của Việt Nam được xếp vào top 4 điểm ngắm bình minh và hoàng hôn đẹp nhất châu Á. Nên đừng bỏ lỡ cơ hội chọn một chỗ ngồi đẹp nhâm nhi tách cà phê, vừa ngắm hoàng hôn trên vịnh vừa chụp ảnh. Riêng vụ chụp ảnh bình minh và hoàng hôn ở Hạ Long thì mình sẽ có video riêng. Đồi Mặt Trời là cụm cà phê và nhà hàng với view ngắm hoàng hôn cực đỉnh. Từ đây bạn có thể phóng trọn tầm mắt ra vịnh Hạ Long, khu cảng tàu khách và ngọn hải đăng. Ở Đồi Mặt Trời luôn có chương trình đàn piano, thổi kèn do nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp. Vừa nghe tiếng nhạc du dương, vừa thưởng thức đồ uống hoặc món ăn và ngắm hoàng hôn thì còn gì bằng. Đường Đặng Bá Hát có thể nói là cung đường thả gió ở Hạ Long, nối từ Hòn Gai sang Bãi Cháy với view cảng tàu, hải đăng và cầu Bãi Cháy, nên hãy đi từ chiều đến tối để ngắm hoàng hôn và cảnh cầu lúc lên đèn. Ngoài Đồi Mặt Trời thì trên cung đường này còn có nhiều tiệm cà phê khác cũng view đẹp như gió, hải đăng. Một điều không nhiều bạn biết là ở Hạ Long có rất nhiều rừng thông đẹp. Các bạn có thể uống cà phê hoặc picnic ở rừng thông. Thông Gieo là quán cà phê nằm trên một đồi thông, phía sau là rừng, phía trước là biển. Quán cà phê đẹp, lãng mạn và nhẹ nhàng, không gian thực sự êm ả tĩnh lặng. Miam Miam Bread and Cafe dành cho các tín đồ cà phê và bánh ngọt. Không gian sang chảnh, bài trí đẹp mắt và view vịnh ngắm hoàng hôn trên vịnh tuyệt đẹp. Đồ ăn thức uống đều ngon. Cà phê Bọt nằm đối diện Bảo tàng Quảng Ninh, phong cách trẻ trung và bình dị, có món cà phê kem trứng cốt dừa rất ngon. Ngay tại bảo tàng còn có My Way Sport Cafe and Beer là một điểm đến có view vịnh cực chất. Hệ thống cửa kính không cản trở tầm nhìn cùng ánh đèn vàng lung linh lên hình rất tuyệt. Quanh nhà dễ thương và ấm áp như tên gọi. Ô Thao Coffee thì nằm ngay đường bao biển, gần công viên hoa, view vịnh đẹp. Tiệm decor như một lâu đài cổ kính nên các bạn nữ rất thích sống ảo nơi đây. Freshy có cả đồ ăn lẫn thức uống tốt cho sức khỏe. Không gian xanh mát, thiết kế tông xanh trắng lên hình cũng rất đẹp. Tiệm nằm ngay đường bao biển, đối diện cung cá heo nên tầm nhìn thoáng. Cam cà phê được thiết kế vintage với tông trắng kem cực yêu, rất phù hợp để ngồi thư giãn cùng cuốn sách. Còn Wonder Station thiết kế đơn giản nhưng tỉ mỉ với tông màu gỗ chủ đạo, phù hợp với các bạn thích phong cách sang trọng ấm cúng.
đồ uống ngon, pha chế cẩn thận. 1900 Coffee House có không gian ấm cúng, mộc mạc và nhiều góc chụp hình đẹp, đủ loại trà bánh xinh yêu. 1988 Coffee & Bar có cả cà phê và quán bar, view siêu đỉnh, đồ uống thơm ngon. Cà phê cốt dừa Cô Hạnh là địa điểm rất được lòng giới trẻ với ly cà phê cốt dừa đặc quánh, thơm ngon cùng vị dừa khô quyện trân châu ngon tê lưỡi. Ngoài ra còn có nhiều món ăn vặt và nhiều góc lên hình đẹp. Các bạn yêu thích mèo thì có thể ghé hai quán cà phê mèo đều ở khu Mon Bay là Gato Coffee và Hạ Long Cách Coffee. Hạ Long Cách có view vịnh còn Gato nằm trong ngõ trồng đầy hoa ban trắng, đến mùa hoa chụp ảnh cùng em mèo bên cửa sổ thì siêu yêu. Các bạn vừa xem xong food tour Hạ Long. Các bạn có thể đọc bài review chi tiết hơn ở trang web trầnbichnga.com. Nếu yêu thích video này, xin vui lòng nhấn nút like và đăng ký để theo dõi thêm các video khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.